Sáng ngày 16 tháng 4, tại thành phố Vinh, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk Nga tổ chức lễ khánh thành tượng đài Lenin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh Lenin, 22 tháng 4 năm 1870, 22 tháng 4 năm 2024. Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, nhìn lại lịch sử quan hệ ngoại giao giữa hai nước, tình hữu nghị bền chặt và quan hệ hợp tác tốt đẹp lâu dài giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nga đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khai sinh, đặt nền móng và dây công vùng đất, xây dựng cho mối quan hệ này ngày càng gần gũi, tin cậy, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên nhiều mặt. Trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp đó, từ những năm 1990, tỉnh Nghệ An, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tỉnh Ulyanovs, quê hương Lenin đã thiết lập mối quan hệ hữu nghị hợp tác. Năm 2017, công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành tại tỉnh Ulyanovs. Đây là một công trình văn hóa có ý nghĩa, một địa chỉ đỏ để mỗi người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nga khi đến thăm lại tưởng nhớ về người, về quê hương và cội nguồn. Công trình tượng đài Lenin tại thành phố Vinh là biểu tượng văn hóa nghệ thuật thể hiện tình cảm gần gũi, gắn bó mà nhân dân hai tỉnh dành cho nhau. Đại sứ Nga tại Việt Nam, ông Gennady Stepanovich Besdedko tin tưởng rằng Tượng đài Lenin đặt tại thành phố Vinh sẽ trở thành biểu tượng tiếp theo của tình hữu nghị và hợp tác không chỉ giữa tỉnh Ulyanovsk và tỉnh Nghệ An mà còn giữa nhân dân hai nước Việt Nam, Nga. Tượng đài Lenin có trọng lượng 4,5 tấn, chiều cao 3,6 mét, chất liệu là bằng đồng. Vị trí khuôn viên đặt tượng nằm ở trung tâm khu vực giao nhau giữa đại lộ Lenin với đường Nguyễn Phong Sắc, thành phố Vinh. Toàn bộ kinh phí đúc tượng, vận chuyển tượng đài Lenin từ Nga về Việt Nam đều do chính quyền tỉnh Ulyanovsk tài trợ.